Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh của Tường Nguyễn chuyên bất động sản ở phía Nam của Sài Gòn. Và ngày hôm nay cũng như thường lệ, Tường sẽ mang đến cho quý vị một căn nhà phố xây kiểu như là biệt thự màu trắng rất là đẹp. Đặc biệt là cái căn này thì buổi tối về đêm rất là vui và náo nhiệt. Là lý do là tại sao lại như vậy, đó chính là ở khu này là cái khu ăn vặt, ăn uống rất là đông và vui, và cũng có thể là kinh doanh mua bán ở phía trước cửa nhà, hoặc là mình làm văn phòng gì đó cũng rất là được và hợp lý. Tại vì cái diện tích nó rất là rộng, chiều ngang tới tận 4m8, rất là thoáng và đủ cái không gian để mình làm rất là nhiều công năng để sử dụng cho cái căn nhà này. Nào, bây giờ Tường sẽ cùng với quý vị đi tham quan cũng như khám phá cái căn nhà phố xây kiểu biệt thự này nha. Căn nhà của mình nó là nằm ở tuyến đường số 11, ở đây là phường Tân Quy, quận 7. Thì vào buổi đêm thì ngay góc này là có rất là nhiều quán xá ăn vặt, rất là đông và vui. Con đường thì độ khoảng 12 mét là tính luôn cái phần lề ở hai bên luôn nha quý vị. Và đây chính là cái vị trí mà của cái căn nhà Tường sẽ giới thiệu với quý vị. Ở phía trước có một cái cây khế rất là mát. Và đi vào bên trong thì phía trước nhà có một cái khoảng sân. Đây là cái thuộc phần lề đường. Cái phần mí nhà của mình sẽ được tính từ mí cửa rào và đổ vào bên trong. Ở phía trước thì gia chủ có làm một bộ cửa. Bộ cửa này là bộ cửa sắt, cửa mở hai cánh, rất là kiên cố. Đi vào bên trong đây chính là cái khoảng sân. Khoảng sân ở phía trước nhà sẽ tạo cho cái căn nhà mình thêm rất là nhiều ánh sáng và thoáng mát. Khoảng sân độ rộng là khoảng 3 mét. Và ở phía trên đây, căn nhà được thiết kế rất là đẹp, màu trắng. Thiết kế gồm một trệt và có hai lầu. Và bây giờ Tường sẽ tiến vào khu vực bên trong. Trước khi vào phòng khách đó, là ở phía bên ngoài gia chủ sẽ là một bộ cửa mở 4 cánh. Cửa này là cửa sắt nha, và sử dụng kính trong. Ngoài lớp cửa chính thì ở phía bên phải của căn nhà thì gia chủ thiết kế thêm một cái cửa sổ. Khi mà ban đêm thì mình đóng cửa chính, mình mở cửa sổ ra cho nó thoáng hơn. Và bây giờ tiến vào khu vực phòng khách, rất là rộng rãi. Quý vị có thể nhìn thấy thoáng và mát lắm. Ở phía trên thì sử dụng trần thạch cao, và đặc biệt là cái căn nhà này thì có lắp máy lạnh luôn ở trên trần nên rất là tiện dụng. Và ở giữa trung tâm thì có một cái đèn chùm sẽ tạo cho cái điểm nhấn cái căn nhà mình thêm cái nổi bật. Với cái diện tích là chiều ngang là 4m8 thì cái khoảng rộng thì đặc biệt là rộng hơn rất là nhiều so với những căn nhà phố mà 4m. Cái khoảng trống ở phía trước đây thì thứ nhất là có thể làm một cái văn phòng, thứ hai là nếu như mà gia đình có là giáo viên thì mình cũng có thể tận dụng ở phía trước cái khoảng trống này mình dạy học. Và cái phòng khách thì sẽ được nhích vào bên trong một chút xíu. Và đây chính là cái bộ ghế sofa của phòng khách, và kệ tivi sẽ được thiết kế ở phía bên gần cầu thang đi lên lầu. Về máy lạnh thì lúc nãy Tường cũng nói là được tích hợp ở phía bên trên luôn. Nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt thì thấy cũng thiết kế tương đối là nhỏ gọn. Và bây giờ thì Tường sẽ tiến ra khu vực phía sau. Ở phía sau thì có một cái phòng. Phòng này là phòng mình cũng có thể để tiếp khách. Hồi xưa cái căn nhà này là được xây dựng và thiết kế theo kiểu để làm văn phòng. Ở phía bên trong đây là dùng để tiếp khách VIP nè. Và ở phía sau thì có một cái khoảng sân, sân sau rất là thoáng khi mà mình mở cửa ra, độ khoảng là 1m2. Bây giờ thì Tường sẽ tiến lên trên khu vực lầu để tham quan nha. Thì phía trên thì có một cái cửa lùa bằng kính nè, để cho mình ngăn cách cái phòng ở trên lầu. Cầu thang thì cũng được thiết kế rất là đẹp, sử dụng lót bằng gỗ, rất là êm chân cũng như là mát chân nữa, đẹp.
sử dụng ở đây là nền màu nâu đỏ và sử dụng cái viền màu trắng, nó sẽ tạo cho cái mình cái cảm giác cái căn nhà rất là sang. Và đi lên tới lầu 1 thì đây chính là cái khu vực bếp. Bếp thì gia chủ thiết kế ở phía bên trên lầu 1 rất là rộng, và phía sau có một cái dàn cửa sổ rất là lớn. Và trần thì cũng được sử dụng rất là nhiều đèn led tiết kiệm điện năng, và tích hợp là đó chính là cái máy lạnh. Bếp thì cũng được bố trí rất là rộng, sử dụng bếp điện từ nè, và phía bên đây là sử dụng bồn đôi, bồn rất là lớn, rất là rộng rãi và thoải mái. Và có một cái khoảng trống ở giữa nhà nè, nó sẽ rất là thoáng. Và ở phía bên ngoài đó chính là một cái căn phòng. Mình sẽ đi vào căn phòng này nha. Căn phòng thì theo Tường thấy thì rất là đẹp, với nhiều đồ nội thất cũng rất là sang nữa. Nhà vệ sinh thì cũng được thiết kế ở phía bên trong phòng nên rất là riêng tư. Và đây chính là cái nhà vệ sinh rất là rộng rãi, rất là rộng luôn. Và có một cái bộ kính rất là đẹp. Với một cái căn phòng như vậy thì coi như là đã là hoàn hảo rồi, không cần phải thêm và bớt món nào nữa hết. Và đây chính là cái khoảng ban công ở phía trước nhà. Ban công ngoài đây thì trồng cây cho nó mát quý vị. Độ khoảng là 1 mét và chiều dài thì độ khoảng 2 mét ban công. Bây giờ thì Tường sẽ bước lên trên tầng thứ 2. Về tầng thứ 2 thì theo Tường thấy thì cũng được thiết kế khá là khoáng và rộng, có cái phòng phơi đồ nữa. Và ở phía trên thì gia chủ có làm một cái giếng trời nữa nè, nên rất là sáng. Tường quên nói nữa là sàn ở đây là sử dụng toàn bộ là sàn gỗ hết đó quý vị. Và đây chính là cái nhà vệ sinh ở lầu 2. Và vị trí của căn phòng ngủ thứ hai. Căn phòng ngủ thứ hai thì nó cũng vừa vặn lắm, độ khoảng gần bằng bằng với cái căn phòng ngủ đầu tiên. Nhưng mà về nội thất thì nó không bằng, nhưng mà cũng tương đối. Có giường, có kệ, tivi và có ban công, có cửa sổ, đồ đầy đủ hết, rất là đẹp. Căn phòng thứ hai thì có tới tận 2 cửa sổ cũng như là 2 ban công. Bây giờ thì Tường sẽ tiến qua cái khu vực cái căn phòng thứ ba, sau đó thì mình đi qua cái khu phơi đồ. Đây là cái khu vực căn phòng thứ ba cũng nhỏ gọn. Đây, độ khoảng 9 mét vuông thì phòng này cũng có thể thiết kế làm phòng ngủ cũng được. Tuy ở gần trần nhưng mà Tường bước vào thì không có cái cảm giác là nóng. Và có một cái cửa sổ cái hướng ra phía bên ngoài. Máy giặt thì sẽ được gia chủ thiết kế để ở vị trí ở trên lầu 2. Và phơi đồ thì rất là thẩm mỹ, mình không có phơi ở phía trước sân, trước nhà, mà mình sẽ phơi ở phía sau này, có chừa một cái khoảng sân phơi. Và có một cái cầu thang đi lên trên mái nhà, thì Tường sẽ cùng với quý vị đi lên trên mái nhà nha. Không biết là ở trên mái nhà có gì đặc biệt không. Đây chính là khoảng trên mái nhà, thì trên đây cũng có thể gọi là sân thượng, tại vì rất là rộng. Và trên đây sử dụng sàn đúc hoàn toàn luôn. Ở đây là cái khu vực giếng trời nè, có đầy đủ bồn năng lượng mặt trời và bồn nước, đồ đầy đủ. Ở trên thì cũng làm một cái vàng để trồng cây cũng như là trồng lan hay gì vậy đó. Phía trên thì cũng được sử dụng cái mái ngói đỏ rất là đẹp. Và ở phía dưới đó chính là cái khoảng đường ở phía trước nhà, đường rất là sạch sẽ và an ninh cũng như là yên tĩnh nữa. Bây giờ thì Tường sẽ quay trở lại với căn phòng khách để nói về các thông tin cũng như là cái pháp lý của căn nhà này cho quý vị được biết nha. Quý vị đã mới vừa cùng với Tường tham quan cái căn nhà
phố xây kiểu biệt thự này thì quý vị có ưng không, có thích hay là không. Thì bây giờ thì Tường sẽ nói về cái vị trí trước, là cái căn nhà này là ở đường số 11, ở đây là phường Tân Quy và khu vực quận 7, rất là gần Lotte Mart. Thì mình đi siêu thị Lotte Mart độ khoảng là vài trăm mét thôi, và mình đi quận 4 khoảng một cây số à, rất là gần. Và đi về chợ Bến Thành á, cũng độ khoảng là hai cây mấy, gần ba cây số, rất là tiện, đi rất là nhiều nơi trong khu vực. Và với cái diện tích của căn nhà này là chiều ngang là 4m8, rất là rộng, và chiều dài á, đó chính là 17m, được thiết kế á, là gồm một trệt và có hai lầu, ở phía trên có một cái sân thượng nữa. Thì gia chủ có chừa sân trước cũng như là sân sau rất là thoáng, đặc biệt là có giếng trời ở giữa nên rất là nhiều ánh sáng. Và được thiết kế là có ở dưới một phòng ngủ và ở phía trên là có ba phòng ngủ, có hai phòng ngủ là đầy đủ nội thất. Ở phía dưới thì có phòng ngủ dành cho người lớn thì mình cũng có thể làm văn phòng cũng được. Cái căn nhà này đó chính là hướng chính bắc, và cái giá của gia chủ muốn bán đó chính là 15 tỷ 800 triệu, vẫn còn thương lượng. Về sổ sách đó thì sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ hết nên mọi người yên tâm. Thì mọi cái thông tin cũng như là thắc mắc gì nữa thì quý vị hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường, mình sẽ dẫn mọi người đến cũng như là khảo sát và xem thực tế căn nhà này nữa nha. Và chào tạm biệt mọi người ở video này, cảm ơn mọi người rất là nhiều, hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường. Và nếu như có nhu cầu như thế nào thì hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường, bên mình có nhận cũng như là ký gửi mua bán nhà nữa nha. Bye bye, cảm ơn mọi người rất là nhiều.